Nhiều năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Đấy, nó phải bắt đầu từ đây. Mình giới thiệu với các bạn, đây là cái một cái blog của mình nhé. Mình có cái cài WooCommerce này. Đây là một sản phẩm, một khóa học. Thì cái này là video này mình sẽ giới thiệu về cách gọi là tạo thông báo qua Telegram cực nhanh, gần như ngay lập tức khi mà có người đặt hàng, tạch 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 phát là sẽ trên Telegram của mình sẽ nhận được tin luôn là thông tin đơn hàng ABC đầy đủ. Bây giờ nhé, đây cách làm như này. Đầu tiên là ở đây sẽ là đầu tiên là cài plugin tên là Telegram Notify, tức là thông báo Telegram. Đó, đây rồi, install ngay. Đấy. Nó có mấy bước, tức là cài thêm plugin này và để vào trong cái web thương mại điện tử của mình nhé. Sau đó kích hoạt này, sau đó tạo cái bot Telegram này, rồi cài đặt API Telegram vào này, mã ID của người nhận này, ID của cái tài khoản nhận tin nhắn Telegram ấy. Đấy, và cuối cùng là tương tác chat với bot, start to chat bot, và cuối cùng sẽ là nhận tin thôi. Bây giờ chỉ cần lúc ấy ta sẽ đặt hàng thử và ngay lập tức có tin nhắn ở đây nhé. Mình sẽ làm ở đây. Đấy. Đây. Đây Telegram đây, vào setting của nó đây. Setting của nó bây giờ nó yêu cầu là cái này là login miễn phí nhé, còn đây là donate thôi. Mọi người có thể ủng hộ nhà phát triển bằng việc là donate tùy tâm 50 đô. Tùy. Đây là đầu tiên mình phải cài cái token, và đây là cái token của cái con bot, còn đây là chat ID của cái người nhận. Đấy, chỉ có thế thôi. Còn mấy cái chỗ dưới này thì có thể bạn thêm thông tin vào đấy, write a message to chat ID cái gì tóm lại tùy. Nhưng cái tóm lại là mình chỉ cần hai cái thông số này thôi. Bạn có thể đọc theo hướng dẫn đây, được đây. How to get the token, how to get the chat ID. Ở đây thì mình hướng dẫn thẳng vào vấn đề luôn nhá. Đây là Telegram của mình. Telegram của mình thì nó hơi bị vướng một tình gì phải lấy ra nhé. Đây, Tele thì mình sẽ các bạn nên vào cái tìm cái bot Fazer này. Đây là cái trung tâm của nó. Từ đây nó sẽ có hướng dẫn. Đây, nó sẽ có hướng dẫn để tạo ra các loại bot này. Sau cái đầu tiên tất cả các cái tài khoản liên quan đến Tele thì đầu tiên chúng ta phải start để tiến hành việc chat với nhau. Đấy. Thì trong này nó sẽ có hướng dẫn I can help you create and manage Telegram bot, tức là các thể loại bot của Telegram đều được tạo ra từ bot Father này hết, trung tâm của mọi thứ ở đây, trung tâm của vũ trụ bot Telegram đây, new bot đây, chúng ta có thể tạo bot mới. Và trong trường hợp này ở đây là mình giới thiệu sơ qua đi, có rất nhiều các loại bot, cái này thì nó liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà tóm lại của chúng ta là tạo bot mới đây, còn liên quan My Bot là quản lý các bot của mình. Thì đây mình sẽ tạo bot mới. Đây mình vừa tạo bot mới đây. Mình vừa tạo bot new bot thì nó sẽ alright a new bot. How you going to call it? Bạn muốn gọi nó là tên là gì? Đấy, mình vì theo blog của mình đặt tên là thế này nhé. Thì nó bắt buộc nhé. Cái này là mình đặt thế chưa có ai dùng thì là ok. Nhưng mà vì nó yêu cầu là phải có chữ cuối, là phải có chữ bot. Thì đây. Thế này nhé bot. Ok, done. Chúc mừng bạn đã xong. Và đây là cái token của nó này, token của nó. Thì bây giờ mình sẽ copy cái token này vào đây, copy code này vào đây nè. Ok. Paste bằng. Ok. Tiếp đến vào cái tele tiếp này. Cái này là đã xong đúng không? Cái này là đã xong cái token rồi này. Bây giờ tiếp đến là nhận tin nhắn. Thì bây giờ với mình thì mình cũng vẫn nhận tin nhắn bằng cái tài khoản này của mình, hoặc là bạn có thể nhận tin nhắn bằng một tài khoản của ai đó, ví dụ bạn tạo cho ai đó. Ví dụ thế, đây là mình vẫn nhận. Thì bây giờ mình cần phải lấy cái ID của cái tài khoản của mình ấy. Tài khoản của mình Telegram này là mang tên mình. Thì bây giờ thì tài khoản để lấy được thông tin ấy, thì nó là cái ID,
chat ID chứ không phải là cái tên username nhé. Username của mình thì đơn giản nhưng mà cái nó lại đây là chat ID. Ta 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 đây rồi, đây rồi. Thì bạn sẽ nhớ chat với một cái này nó sẽ đưa thông tin này. User info bot, user info bot chat với nó phát start, sau đó là nó sẽ gửi thông tin luôn. Đây là cái đây là cái ID của mình đây. Đấy. Bằng ok. Bây giờ bấm save vào đây nhá. Đấy. Rồi save này. Sau đó mình sẽ tiến hành việc chat với bot đã. Đầu tiên để nhận này test phát nhá. Thì nó sẽ lập tức nó có tin nhắn báo. Đấy, tức là work. Nó wow, it work, tức là nó đã làm việc rồi đấy. Đấy, mình xem mình nhận tin nhắn chưa nhá. Đầu tiên là vì tin nhắn nó là tin nhắn của bot mà, tin nhắn lạ. Đầu tiên ta phải hành chat với nó đã. Start, ok. Bây giờ nha, test lại nha. Đấy. Có ngay tin nhắn. Đấy. Ok chưa? Bây giờ mình đi đặt thử đơn hàng nhé. Cài đặt cho Google Commerce này thì chúng ta sẽ cần phải làm gì? Enable. Đấy, thông báo khi cái này tất nhiên đây mình đang để tiếng Anh chứ, còn cái này mình có thể tiếng Việt nó sẽ có, đây là bật thông báo khi có một đơn hàng mới này. Thông báo gồm có giá này, rồi thông tin đơn hàng này, rồi shipping này, include phone message này, phone ở trong cái message đấy, tức là thông tin điện thoại này. Đấy, ok, còn thêm gì nữa đâu, mình có thêm gì nữa không? Thêm tình trạng của cái ấy này, ok, bật hết lên đấy. Save và check. Ok. Security này. Cái này liên quan đến mấy cái thông tin của nội bộ của website, cái này thôi không cần. Cái này thì liên quan đến post nhé. Thông báo khi mà có một cái bài viết mới đấy đang chờ, ví dụ chẳng hạn thế. Ví dụ chẳng hạn nếu như mình có nhiều user cùng trên một blog post nhiều thông tin thì có thể bật này để mình xem tình trạng nào, để có thể mình vào confirm hoặc là gì đó nếu mình là admin chẳng thế. Hoặc là đây có thể là cái này, nhưng mà đấy là mình phải cài, thì cái này mình đã không cài con tech form 7 nhé. Đấy. Nếu mà mình có cài thì bật nó lên để nhận thông báo khi mà có thông tin. Một số các cái thông báo liên quan đến này, khi có login này, khi mà có ai đó login fail, tức là liên quan đến cái bọn hack ấy. Đấy. Hoặc liên quan đến có comment này, bật lên khi có comment này mình bật nhé. Đấy. Cái này là liên quan đến Mailchimp và có ai thông báo hay không, cái này có lẽ là dễ thôi, mọi người tìm hiểu thêm nhá. Ví dụ thế, có ai comment vào bài viết của mình thì sẽ bật thông báo lên để chúng ta quay trở lại tương tác và trả lời. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành việc đặt hàng thử. Cái này mình testing luôn nhé, testing luôn cái quá trình mà test một con bot khi mà mình đã cài đặt nhé. Bấm cái đấy, nhận tin nhắn ngay, nhận tin nhắn ngay. Trên này nó sẽ có thông báo là check do Telegram và cái message là wow, it work, nó đã làm việc. Đây, đây là một cái web mình đã cài. Đấy. Thì ví dụ đây mình vào đặt hàng nhé. Mình vào đặt hàng thử. Cái web này đặt. Bây giờ mình thêm vào giỏ hàng. Thêm vào giỏ hàng phát. Đấy. Thêm giỏ hàng cái này đã có tin nhắn luôn. New product in cart, tức là đã có order là đã thông báo luôn. Tiếp theo vào đây xem giỏ hàng và thanh toán nhé. Để mở ra để xem luôn tin nhắn này. Tin nhắn có mã ưu đãi hay không, mình tiến hành thanh toán này. Tên ABC, tên tên mình là Thảo này, họ là họ Trần này, không được này, Hà Nội này, ví dụ như thế. Cái này không có, không bắt buộc, ví dụ Hà Nội này, số điện thoại là số ca này, địa chỉ email chấm hai a gmail.com này, giả sử thế. Đấy, thông tin bổ sung, ship nhanh chúng tôi, ví dụ thế nhá. Chuyển khoản hoặc là thanh toán, trả tiền mặt hoặc là thanh toán nhé. Đấy. Ví dụ thì đặt hàng, đấy lập tức có tin này,
Phải nói là ngay lập tức nhận được tin nhắn qua Telegram luôn. Đấy. Chứ không phải là trễ 1 giây hay 2 giây mà là ngay lập tức. Đấy. Thế nhá. Đây là cách cài đặt Telegram notification, tức là nhận tin nhắn, nhận thông báo qua Telegram. Phải nói là Telegram là đáng tin cậy bởi vì nó là một trong những nền tảng nhắn tin tốt nhất hiện nay về một khoản bảo mật. Mình không lo bị đọc trộm tin nhắn hoặc là nó, tức là nó có thể bị sa ngang. Ví dụ như nếu mình nhắn trên Facebook Messenger ấy, thì Messenger thì mình sẽ bị lộ thông tin theo kiểu là Facebook nó đọc tin nhắn và nó sẽ thể hiện quảng cáo của các đối tác liên quan. Đấy, nó sẽ có cái bất lợi như thế. Nó sẽ có thông tin liên quan đến thương mại bị lộ tẩy. Hello, cảm ơn các bạn. Xin chào. Có thể mình mọi người nếu có rắc rối thì comment nha. Ok. Bye bye.